qua mạch W62 sử dụng đường kết nối với cái phần mềm của nó bằng Wi-Fi. Vậy mình hiểu là muốn điều khiển nó thì mình phải sử dụng một cái máy tính có Wi-Fi, hoặc mình có thể sử dụng điện thoại smartphone. Đây mình xem qua các cái hiệu ứng của W62, của cái bo mạch W62 này. Đây là mình đang xem ở trên máy tính, thì có các hiệu ứng rất đẹp, các bạn xem qua như này, có rất nhiều hiệu ứng đẹp. Ở cái video sau thì mình sẽ đi sâu cái hiệu ứng này, còn hôm nay thì là mình mất một phút để cài cái phần mềm của nó, là phần mềm LED Air. Ở đây là mình đang cài LED Air cho Android, hệ điều hành Android, máy Samsung. Để bạn vào CH Play của Android hoặc vào cái Apple Store của iPhone để mà search cái LED Air kia, thì mình sẽ ra cái ứng dụng của nó, cái app của nó, và mình tiến hành cài đặt. Sau khi download thì tiến hành cài đặt. Đây là cài đặt xong rồi, mở lên, thực hiện một số động tác cho phép phần mềm nó truy cập vào điện thoại của mình. Đây là đã cài đặt xong. Tiếp theo là cái bước kết nối cái app của nó ở trên điện thoại với bo mạch, bằng cách là vào cái phần wifi của điện thoại hoặc phần wifi của máy tính nhé. Mình tắt mở wifi thì để cho nó search lại, nó sẽ search lên. Đấy, mình nhìn thấy là các mạng wifi, thì trong đó có cái mạng tên là W62 đấy, chính là nó, chính là bo mạch của mình. Đấy, chọn nhé, chọn nó nhé, chọn W62. Ok, như vậy là đã hoàn thành cái việc là cài đặt phần mềm và kết nối phần mềm với bo mạch. Tiếp theo là sẽ tiến hành một số cái cài đặt các cái thông số của màn hình. Đây, có chiều rộng, chiều cao. Ở đây là 1024 và 64 là mặc định của nó, có nghĩa là rộng tối đa là bằng đấy điểm ảnh và cao tối đa là bằng đấy điểm ảnh. Chọn WR Series. Chọn, nếu của bạn là hai màu thì bạn hãy chọn màu kép, còn đơn màu thì chọn một màu duy nhất. Ok.